Xin kính chào quý vị khán giả xem kênh YouTube Yến Xào Rồng Vàng. Hôm nay công ty chúng tôi tiếp tục đến khu vực là xã Phương Lâm, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai để giải cứu những nhà chú một căn nhà yến. Chú làm được 5 năm rồi, nhà cũng có thu rồi, nhưng mà từ giai đoạn chuyển từ thành công chuyển sang thất bại. Vâng, kể lại một câu chuyện mới chúng tôi kể cho quý vị nghe. Câu nhà như thế này, căn nhà này thì nó có một lầu một trệt, thì nhìn qua tổng thể thì tôi cũng quay cho quý vị xem là căn nhà này cũng được trau chuốt rất là tốt. Nhưng mà cái chỗ này quý vị này, các ống khí ở đây được bịt bằng bằng cái tì lưới, bằng lưới, nhưng mà sau khi mà cái thợ hồ đấy người ta quét dùm cho căn nhà yến này thì dùng hồ để bịt hết chỗ này. Vâng, thế là nó khí không vô được nha, mặc dù ở trong có mở lỗ nhưng mà khí không vô, không đủ khí và không đủ nhiệt vào trong nhà. Và tất cả các bốn xung quanh tường này đều là nó ống 90 hết, không có ai là ống không có ống ống 114, và cũng có lỗ chim thế này thôi. Nhưng mà nhìn đánh giá tổng thể thì chắc nó không có lỗ thần thánh ở trên, chắc chắn rồi. Tôi sẽ đi vào trong vừa view cho quý vị coi. Thì sau trong ngày trong Tết ấy thì chú cũng đã có mời tôi đến, nhưng mà tôi đến một lần rồi mà nó cũng không kịp để làm một cái video, mà cũng không xử lý được gì hết vì nó là cận Tết. Nên là tôi hôm nay tôi review cho quý vị xem cái lỗi của ngôi nhà này. Ngôi nhà này thì làm cũng tương đối là cao, thế nhưng mà lại làm thêm cái sàn chỗ này nữa quý vị. Vâng, vị trí là tổng cái tính mất sàn thì nhiều, và làm thêm cái xếp như thế này thì tổng mỗi sàn nó khoảng tầm cỡ 2 mét thôi, không có nhiều, 4 mét chia làm 2 mét. Đây là một cái thiết kế, đây là một thiết kế mà nó cũng gặp rất là nhiều. Thì vừa làm bê tông, vừa làm lam bê tông mà vừa làm lam gỗ nha quý vị. Nhưng mà tất cả cái sàn dưới này quý vị cũng thấy là nó không có một cái lỗ thông khí nào ở đây cả quý vị nhé. Sàn xếp này không có một lỗ, tí một ít lỗ thông khí nào ở đây cả. Loa thì không có đi vào loa vách cái này quý vị. Đúng là cái loa này mà đưa vào cái vách này thì quá đẹp. Cái loa này đưa vào cái vách này thì quá đẹp luôn quý vị. Cái loa này đưa vào cái vách mà không quay vào kia nữa mà quay ra ngoài thì là quá chuẩn. Thế nhưng mà thực sự nhìn này lỗi này trên phía dưới này nó không có ít tổ lắm quý vị. 5 năm trời không có tổ. Và mới trước tôi vào thì tôi có báo lỗi, nói với chú nho nhỏ thôi, nói chú là bây giờ tôi để vi sinh ngủ đông ở lại và chú khơi lỗ cho tôi. Thì chú đã làm, thì sau 10 ngày sau khi ăn Tết xong chú báo là không còn hiện tượng chim chết nữa. Thì chú nói mỗi một lần đấy là nên chết nhiều quá, chết khoảng tầm 20-30 con chim, nó cứ ra dàn xong nó không bay không được, nó chết, nó rớt xuống nó chết, rất là thảm thương. Nên là lúc đó tôi cũng không thể cứu được, nên là chúng tôi đã bảo chú là kia cái lỗ đấy, cái ống đấy, là tôi đã bảo chú là mở thêm ống ra, khơi ống, lúc mà sàn thêm 10 ống nữa mà tôi gửi vi sinh vào đông và xử lý tất cả các bạt này. Cái bạt này chú đã được chú thay, chú giặt sạch đi chú thay vào, thì hôm nay cái tỷ lệ khí ô nhiễm không có nhiều nữa. Và cái nhà này thì trước kỹ thuật trước là làm, quý vị thấy tôi zoom lại quý vị coi, toàn bộ sử dụng phân rất là nhiều, nên là việc sử dụng như phân như này nó sẽ ô nhiễm rất là nhiều thời gian nếu mà ta không xử lý bằng vi sinh thì nó gọi là vệ sinh chuồng trại ấy, sẽ làm cho một tác hại rất là lớn về lâu về dài nha quý vị. Nhưng nếu mà sau xử lý được thì cái phân kia nó chỉ là cái xác thôi, không có vấn đề gì cả. Đấy, mình cũng không thể là như cái nhà yến như thế này mình không thể đưa ra mình cọ rửa được nữa đâu, nó rất là khó. Thì nó một cái lỗ chim thế này nó rất là nhỏ quý vị, nó khoảng tầm 1 chiều 2 mét, 1 chiều 1,5 mét, thì nó khoảng 4,5 mét vuông thôi, nên là chim không lên được trên này đâu quý vị, rất là khó, mà hai không có hệ thống dẫn chim lên chim xuống, nên là chim con đấy nó bay ở trong nhà này, khi nó lở ra con mẹ sẽ lên rất là nhanh mà con thì không theo được, nên là các số chim mà bay trong khu vực này đảo trên này để lần đường ra đi ngoài thì không đảo được, đảo không được và cũng không lên được cái lỗ nhỏ nhỏ như thế này vì không có hệ thống khí lên, khí nó không thông và
thiếu nỗ thần thánh ở trên đó, là gọi là lấy được nỗ điều khí và nỗ điều nhiệt bị thiếu, nên là chim nó khí nó tù, nó không lên được, không theo được khí lên được. Đấy là một cái lỗi mà nguyên nhân nhà chú là nó bị chết rất là nhiều chim con trong 5 năm. Từ lúc chú thu được 1 ký xong bây giờ chú lại thu được có 3 lạng, 4 lạng mỗi lần đấy. Tổng số chim trong nhà thì nó không có nhiều lắm, nó chỉ được vài trăm chim, nên là chú cũng rất là buồn rầu với vấn đề này. Thì tôi thì đến đây thì thực sự ra với hoàn cảnh của chú thì rất là tội, và anh em trong công ty thì cũng nán lại. Ngày trước Tết đó, ngày 25 Tết, 26 Tết gì đó, là cũng nán lại ăn một bữa cơm với chú và ngủ với chú một đêm. Thì đúng là thực sự là khi qua câu chuyện chú nói thì rất là buồn, nên tôi không muốn nhắc lại. Nhưng mà mỗi một câu chuyện nhảy yến nó là một câu chuyện chúng tôi rất là đau lòng trong vấn đề mà anh làm nhảy yến mà không, khi nó không thành công. Ngôi nhà này chú hiện là chú nói xây dựng là toàn bộ đi vay hết, là đến chú nợ là khoảng hơn 2 tỷ. Thì trong 5 năm thì cái nhà yến này nó cũng trả được hơn 1 tỷ cho chú rồi. Nhà yến này cộng với chú đi làm, cộng với tất cả những cái nguồn thu nhập của chú cũng trả lại, lỡ lại thì bây giờ chú nợ khoảng 500 triệu thôi. Nên là chú vẫn ước mong làm sao có ngôi nhà yến nó thành công để chú trang trải nợ nần. Tuổi năm nay chú cũng tương đối lớn. Thế thì tổng thể nhìn cái này, cái nòa nó lỗi nhiều quá, tí anh em tôi phải làm lại hết nhé. Nó ngược xuôi này, có chỉnh nó lưu cũng rất khó chỉnh. Lỗi toàn tập luôn, cái đi ra cái đi vào ngược xuôi thế này, âm nó không giao thoa âm được nha quý vị. Đấy là một cái lỗi mà thường quy, tôi nói nó thường quy là lỗi rất nhiều trong nhà yến. Cái thứ hai là hệ thống loa dẫn, ở đây ta dùng cái loa này rất là to, chim nó đi nào vào đây hết nó không lên được. Cái tí nữa tôi sẽ làm lại cái hệ thống loa dẫn để cho quý vị xem là cái đường dẫn chim ra chim vào để tạo ra một cái âm thanh nó phù hợp với đặc tính sinh học của chim thôi. Đấy, thì đây, chỗ này không lỗ thông khí, nhưng mà chắc là tôi mà làm được cái thấu thần thánh thì cái toàn bộ hệ thống khí của ngôi nhà này được hóa giải. Vì cái khu trung tâm này bên kia nó rất là nhiều lỗ khí, tôi có khả năng khơi ra được nhiều hơn, tôi cân khí được nhiều hơn. Và cân khí được thì là nhiệt được nha, khí được là nhiệt được, còn khí không được là nhiệt mất luôn. Thì nhà này tạm thời đang mất nhiệt, không được ok lắm, lượng khí cũng không được ok, nên là chim không lên được, không lâng cánh là lên được. Và tôi dùng từ lông càn lâng cánh lên, tức là lâng cánh là con chim con nó ra ngoài nó lượn. Và khi có một cái khí từ dưới lên trên thì nó đi theo cái luồng khí đó, nó đi ra ngoài theo cái lỗ. Thì khi mà lên cái tầng trùng cu ấy thì nó lại không có cái lỗ nào hết, nên là khí nó không lên được, nên là chim nó chết trong nhà rất là nhiều. Nên vị trí hai nguyên nhân để chết, thứ nhất là nó bị nhiễm độc khí, thứ hai khí không lên được, nên là không có. Thứ ba là đường dẫn chim không có, đây không có một cái đường dẫn chim nào ra hồn hết, không có hương vị cái đường dẫn chim. Mà trong nhảy yến cái đường dẫn chim là đường rất quan trọng nhất trong cái nhảy yến quý vị nhé. Đường dẫn chim là quan trọng nhất. Tí nữa tôi làm xong tôi có thể review quý vị được, tôi giải thích cho quý vị được là cái đường dẫn chim nó quyết định cái nhà chim như thế nào nhé. Vâng, tôi sẽ lên tầng trên. Tôi sẽ lên tầng trên, tôi quay cho quý vị coi, nó cũng không có đường dẫn chim luôn, mặc dù tôi chưa lên. Trong năm thì tôi có lên, nhưng mà tôi chỉ vào trong 5 phút thôi, tôi cảm nhận và tôi đi ra ngoài, bởi vì lúc đó trời quá tối rồi, không tiện ở trong nhà yến đâu. Nhưng mà vì sự tha thiết của chú. Vâng, ở đây nó ô nhiễm cực kỳ nhiều quý vị nhé. Cái sàn này chú mới dọn thôi chứ không có. Đây là một cái khe này cũng thể làm cho nhà yến thất bại quý vị này. Đây, cái khe này cũng thể làm nhà yến thất bại này. Đây, đó, nó cũng làm nhà yến thất bại nha quý vị. Và những cái như thế này cũng làm nhà yến thất bại này, nó cũng làm ô nhiễm này, nhiễm độc này rất là nhiều này. Thực sự ra là nó rất là đau lòng, nhưng mà cái này không sao, cái này xử lý vi sinh nó hết ạ, quét dần dần nó hết ạ. Và trên đây là đúng như tôi nói thì cái nó thông khí trên kia nó không có nha. Giờ phải làm một lỗ thông khí trên nó và thay cái hai cái loa kia. Mày đục ở giữa luôn đi. Hả? Đục ở giữa ấy. Anh đục cho em cái ở giữa đấy. Và cái loa bên kia thì cũng phải thay lại bằng cái loa cặp máy số 1. Và dưới trùng cu này tôi cũng phải làm hệ thống loa dẫn. Quý vị thấy
phần nó quá trời rồi, lại không xử lý thì chết. Không xử lý phần là phần nó quá trời. Và đây đây là một cách đường giao dẫn, tôi thực sự cũng chả hiểu tây tàu của gì nữa, làm mày chết giao dẫn này. Đây tôi không chịu nữa, quay cho quý vị coi. Đây ai mà làm giao dẫn như thế này vậy? Vâng. Và trong đây thì cái gian này nó nhiều chim hơn gian dưới, bởi vì gian này nó có cái độ thoáng khí nhiều hơn, thoáng khí nhiều hơn và nhiệt sẽ tốt hơn. Đây quý vị thấy đây là cái lỗ chim, cái chim đi xuống này. Vâng. Nó này là không chim không xuống lên được nhé, khó khăn lắm nó mới lên được. Vâng. Đây lỗ này. Còn hệ thống loa này thì chúng tôi phải đi lại làm lại và giờ review cho quý vị coi. Tổng thể của nhà đây cũng có một cái lỗ này, cái lỗ này cũng có thể làm cái ngày yến thất bại nhá, đừng có đùa với cái lỗ này. Tôi nhìn xa xa tôi thấy này, đây hở này, hở hở lỗ này. Cái này nó làm cho nhiệt trực tiếp ở trong nhà nha quý vị, cái nhiệt trực tiếp nóng 40 độ, ba mấy độ ngoài xả trong nhà, cái nhiệt này này. Và đường phân đây tôi đi nó cực đầu luôn đấy, tổng mét mấy à. Đây hệ thống khí thì chỗ này chú cũng chưa bổ sung thêm, chưa bổ sung thêm 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 cái ống thông khí vào đây. Nhà này nó bí khí lắm, tí tôi sẽ có cái kế hoạch để chúng tôi xử lý ngôi nhà này. Là tổng thể vậy thôi, còn cái nhà này thì thu hoạch thì cũng có thu hoạch rồi. Và nhà này thì thực sự với hoàn cảnh của chú thì tôi cũng làm giải cứu thôi, cũng không đặt nặng vấn đề về tiền bạc nhiều, lấy tiền vật tư, tiền công cán anh em đi lại, tiền hy sinh thôi, tạo điều kiện để chú có động lực để chú tiếp tục hành trình trả lợi của mình. Và một lát nữa là tôi sẽ review lại sau khi tôi sửa xong vào đầu giờ chiều. Cảm ơn quý vị đã đồng hành với công ty Yến Xào Rồng Vàng để tiếp bước nối kết nối sự đam mê ở đây. Và những cái loa như thế này thì tôi cũng đã phải tí nó phải làm lại hết, kiểm tra làm lại hết nhé. Và cũng nhanh thôi, cũng không có gì là khó khăn cả. Đây là nam bê tông mà nó không có cái gờ nhẵn lắm, khó khăn cho chim làm tổ lắm, không có cái gờ nào luôn, thậm chí chỗ này có gỗ là chim không đến luôn. Cái sàn nó thấp quá. Vâng, xin trân trọng cảm ơn quý vị và hẹn quý vị vào một cái chương trình kế tiếp, một cái video kế tiếp. Kế tiếp là cái video chúng tôi sửa xong cái nhà chim này vào buổi chiều hôm nay. Cảm ơn quý vị.